Rồi hello tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với cái clip tiếp theo của kênh Sức Sống Mới. Thì ngày hôm nay là Thái đã có mặt tại Lan Quế Vườn ở cả nhà. Thì ngày hôm nay là bánh tét của Thái đã lên tới rồi. Đó, bánh tét của Thái để ở phía kia cả nhà. Thì bây giờ Thái sẽ quay cho mọi người xem nha. Thì gồm có những người nào đồng hành với Thái thì một lát Thái sẽ công bố danh sách nha cả nhà ơi. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng xem bánh tét với Thái nha. Đây. Đây, cái này là bao nhiêu? Đây là 100 đòn đó, một phần của 100 đòn đó. Đâu để em coi lại coi. Đây là ngang bao nhiêu? 2 4 6 8 9. 2 4 6 8 9. Mấy hàng đây? Đâu để em coi lại cái nha. Ê, cái này là sắp nhiều hàng lắm nha. Không, cứ để bên đây nè, để đây đi. Đây đây nè. Đó, đó. Dạ này bánh tét anh. Đây đây đây. Từ cầm. Rồi. Rồi, mọi người ơi, bánh tét từ thiện em. Cái này là 100 đòn nha. Một thùng là 100 đòn đó mọi người ơi. Thôi, ta cho phát đó, đừng có ăn cắp. Đó. bánh tét nha mọi người. Nhìn ngon, cái này nhân gì vậy anh? Đó. Nhân thịt. Đè nhân thịt hết phải không à? Đúng rồi, nhân thịt hết luôn. Đó, bây giờ là một... Cái kia lát vi có 30 đòn cho... Cái này là hai thùng này là nhiêu đòn? 150 đòn á. Bên đây là 100 đòn từ thiện nhỏ nè. Đúng rồi. Chứ bên kia 50 đòn nhỏ với 30 đòn lớn bên kia. À. Rồi, cái này là của anh Thái nha mọi người ơi. Cảm ơn anh Sớt Tinh Bình Nguyễn nè. Rồi Vi Salad nè, với chị Thảo Rosie, với lại chị Thảo Rosie nữa. Đó là ba người đã ủng hộ cho anh Thái lấy cái này để phát từ thiện nha mọi người. Đó, 100 đòn để phát nha. 150. 150, 150 đòn. Là 120 phát hả? 150 đòn phát từ thiện với 30 đòn cho lại 150 đòn để phát từ thiện là của anh rất Bình Nguyễn. Đó, Vi Salad với lại chị Vi Salad 50 đòn, anh chị... Bình Nguyễn 50 đòn và chị Rosie Thảo 50 đòn. 50 đòn là 150 đòn. 150 đòn. Với lại của Vi Salad tặng cho nhân viên của Lan Quế Vườn là 30 đòn. Là tổng cộng 180 đòn đó. Đó. Là cái này cảm ơn tới mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã với đồng hành cùng anh Thái nha. Đó, phải từ thiện cho những người cơ nhở mọi người ơi. Đó là tối nay trời mưa trời gió là phải đi phát mọi người. Tại ra tới đây mình có bánh tét ăn rồi mọi người ơi. Đây bánh ăn rồi mọi người. Đó, nhìn cái mặt là biết ăn uống rồi nha mọi người. Đó. Cái này là tối nay là phải chia ra nè mọi người ơi. Tối nay là tụi em chia nhau ra là để đi phát những cái bánh này tới mấy người cơ nhở nha mọi người. Đó. Này chắc là tụi em phải chích ra thêm một phần. Cô bên đó mạnh lên. Chích ra một phần nữa để mua nước cho mấy người uống luôn nha. Mấy người coi nhở uống luôn nha mọi người ơi. Chứ ăn bánh tét này ăn không chịu không nổi đâu. Em cảm ơn chị Rosie Thảo đã ủng hộ cho em 50 đòn nè. Em cảm ơn anh Justin Bình Nguyễn đã ủng hộ cho 50 đòn. Và em cảm ơn em gái Vi Salad đã ủng hộ cho Thái 50 đòn nữa nha. Thái rất là vui luôn cả nhà ơi. Đó. Đây. Đó, đây là ở trên mặt là đó, trên mặt là 5 đòn chuối, nếu ăn như chuối thì lấy. À, 5 đòn nhân chuối là đây đúng không? Là 25 đòn nhân thịt, 5 đòn chuối đó. Đó, còn đó là đây là đòn lớn rồi đòn lớn đó, đó đòn lớn với đòn nhỏ nè đó. Là 30 đòn này là củ Vi Salad đó, là mua là tặng cho nhân viên ở Lan Quế Vườn nha, mỗi người một đòn đó. Cảm ơn Vi Salad rất nhiều nha. Đó, còn ở dưới là 50 đòn nữa nha mọi người. Đó, ở dưới đây là còn một lớp nữa nè, 50 đòn ở dưới đây nha mọi người. Đó, thùng 100 đòn với lại thùng 80 đòn đó. Ở đây là 5 đòn chuối phải không? Ừ, 5 đòn nhân chuối là của cái dây đây nè. À, dây màu hồng nè, 5 đòn nhân chuối. Đó. Đó, đây là còn hầu như là hết là đòn nhân thịt nha mọi người. Đó. Nói như đó còn... Đó, này nữa nè, đây nữa, đây nữa.
đó là tổng cộng là 180 đòn nha. Đó rồi tối nay tụi em sẽ chia nhau ra mà đi phát cho mọi người nè. Đó, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho những người coi nhở nha. Đó, nhất là Visalat nè. Đó, rồi anh Zết Đình Nguyễn nè, với lại chị Thảo Rosie nha. Em chúc ba người. Và bây giờ thì em sẽ cho Quang thử thức cả nhà ơi, rồi Quang sẽ cảm nhận bánh tét của Thái như thế nào nha cả nhà. Bây giờ em khui thử một cái trước nha mọi người. Đó, rồi. Đó. Bây giờ lấy con dao rồi. Cho em mượn con dao đi, Gia Hân. Cho em mượn con dao đi, Gia Hân. Có dao đâu. Đây 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 đây. Đây nhân thịt. Đó rồi mọi người nè, cắt thử khúc trời, người ăn. Cắt ở đây cái rồi mới review cho người ta chứ. Ê. Đó mẹ ăn thử không mẹ? Nè. Mẹ ăn thử đi. Gỡ ra. Đó mọi người khúc ăn thử nha mọi người ơi. Đó ăn thử cảm nhận nè coi ngon không nha. Đây. Ủa chị đang ăn cơm hả? Đây ăn thử đi. Đó cho mọi người nhân viên ở quán nè. Đó mọi người một khúc ăn thử nha. Quang thử đi. Thì đó. Quang đây nè. Đây con cũng ăn thử một miếng rồi coi nó làm sao. Thấy nó cũng ngon á. Con là con ít người ít ăn bánh này nhất luôn á. Rất dẻo nha mọi người. Rất dẻo nha. Ủa nhưng mà cái này để lâu được không mà anh thấy? Để 3 ngày. 3 ngày thôi hả? Tại vì cái nồi nếp này mình xào á thì mình không có để lâu được nữa. Thì tối đa là khoảng 3 ngày ở ngoài thôi. Mấy cái này còn nếu mình ăn lâu thì mình để trong tủ đông. Mấy cái này nhà làm cho mọi người không có chất bảo quản. Thế nhiều cái bánh nó cũng nói cũng để lâu được mà. Đó, cái đó là mình gói mình gói nếp sống. Nếp sống thì mình để cả tầng được. Cái nếp này là mình xào rồi đúng không? Cắn con mỡ kìa, cắn con mỡ coi. Trời ơi. Đó giờ Quang hết ông mỡ nha. Ngon mỡ ăn béo quá. Chị ba ăn sao vậy ba? Ngon. Có bình ngon không? Cái nếp nữa. Dạ. Cái này mình ăn cái này mình ăn không được á thì mình chiên lại mình ăn cũng được. Đúng rồi. Cái này mình ăn mình chiên lên mình ăn kèm với lại dưa món. Dưa món. Em không dành ăn nhưng mà em biết mấy cái món này là ít ăn thôi nhưng mà cũng biết là ăn với món nào nha. Ok em nha mọi người. Đó ok em nha. Dạ. Này bánh chuối cái kìa đó. Đó đúng rồi đó. Cái này bánh chuối nha mọi người. Cái này nhân chuối. Cái này anh Đề ăn bánh này rồi phải không? Nhân chuối. Mà ăn nhân mặn không được hả? Ăn bánh chuối hả? Còn ăn bánh chuối nữa không? Đây có 5 đòn à. Đây có 5 đòn à. Thì 5 đòn người nào ăn không ăn đúng không, không ăn chay thì đó. Không ăn chay rồi quá thì ăn bánh chuối thì ok. Đây không ăn bánh mặn. Ủa lấy gì đưa anh bánh chuối đi. Lấy bánh chuối đi. Để một đòn lại cho Lâm nữa. Đúng rồi. Đó. Bánh ngon nha mọi người. Đó. Mình ăn mà cắt ra cũng được á. Mình cắt ra mình chiên. Quanh mình chiên lại mình ăn cũng được nữa. Đó. Dạ. Ai trời vậy. Rồi thì tối nay thì em và nhóm sẽ đi phát cả nhà mình. Đúng rồi. Phát cho bà con cả nhà thôi. Tao giờ làm việc của tụi em á là tụi em sẽ đi phát nha. Đi phát cho những người coi nhở. Giống như mọi khi mà phát cái chiên vậy. Dạ đó rồi. Mình đi phát vậy đó. Đó thì bây giờ nay em với Quang sẽ kết thúc cái clip này nha mọi người. Xin chào mấy bạn mọi người nha. Hôm nay cũng mưa quá trời luôn nha. Tối nay đi phát cho hơi mệt á. Rồi, bye bye mọi người nha.